Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 18 tháng 9 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai dự án cho công ty cổ phần dịch vụ và hạ tầng ô tô Thành Công tại khu công nghiệp Việt Hưng thuộc tập đoàn Thành Công chỉ sau 24 giờ nhận đăng ký. Tỉnh Quảng Ninh xây dựng và củng cố vững chắc nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo. Lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án thành phần đầu tiên thuộc tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công Việt Hưng cho công ty cổ phần khu công nghiệp tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng và công ty cổ phần dịch vụ và hạ tầng ô tô Thành Công tại khu công nghiệp Việt Hưng thuộc tập đoàn Thành Công. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành liên quan. Chỉ chưa đầy 24 giờ tính từ thời điểm Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Ninh nhận được hồ sơ dự án đã được chỉnh sửa bổ sung của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Hạ tầng Ô tô Thành Công. Nhà đầu tư này đã được nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hai dự án thành phần đầu tiên thuộc Tổ hợp Công nghiệp Phụ trợ Ô tô Thành Công Việt Hưng. Đây là minh chứng cho những nỗ lực của hệ thống chính trị toàn tỉnh trong việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư doanh nghiệp. Chúng tôi đã thực hiện dự án đầu tư ở rất nhiều tỉnh thành. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà chúng tôi làm thủ tục về cấp giấy chứng nhận đầu tư một dự án trong vòng 24 tiếng. Quả thực là rất là ấn tượng. Ở Quảng Ninh đem lại cho chúng tôi một cái ấn tượng rất là mạnh về các vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính cũng như là cái sự chỉ đạo sâu sát trực tiếp từ lãnh đạo tỉnh ủy đến ủy ban nhân dân và các sở ban ngành trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư rút ngắn các cái công tác chuẩn bị đầu tư. Trước đó vào 15 giờ ngày 17 tháng 9, Ban Quản lý Khu Kinh tế nhận được hồ sơ dự án đã được chỉnh sửa bổ sung của nhà đầu tư. Ngay trong ngày, đơn vị này đã hoàn thiện báo cáo thẩm định để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Vào sáng nay 18 tháng 9, Ban Cán sự Đảng và Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp thống nhất ý kiến báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo giao Ban Quản lý Khu Kinh tế cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án. Tất cả quy trình chỉ diễn ra trong chưa đầy 24 giờ. Khi mà chúng tôi tiếp nhận cái hồ sơ này thì Ban Quản lý Khu Kinh tế được cái sự phối hợp của thành phố Hạ Long, của các sở ban ngành giải quyết những thủ tục trong một cái thời gian nhanh nhất để thu hút cái dự án đầu tư. Thế và trước thềm đại hội thì chúng tôi xác định đây là một cái công trình để chào mừng đại hội. Và cũng rất là phấn khởi, đến thời điểm hiện nay thì với cái thời gian từ cái lúc mà chúng tôi nhận đầy đủ hồ sơ đến cái lúc mà chúng tôi ký hồ sơ thì thời gian là nhỏ hơn 24 tiếng. Đây là thời gian kỷ lục. Phát biểu tại lễ trao giấy chứng nhận đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Ký đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của nhà đầu tư trong thời gian ngắn đã nhanh chóng hoàn thành hồ sơ thủ tục theo đúng cam kết với tỉnh. Đây là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo đột phá đối với sự phát triển nhanh và bền vững của Quảng Ninh trong giai đoạn tới, nhất là việc tập trung phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh, nhất là ở những địa bàn chiến lược. Đồng chí khẳng định với quan điểm hiệu quả của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ tiếp tục hiện thực hóa biên bản ghi nhớ với các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có tập đoàn Thành Công, luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án để cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo dành nguồn lực để hoàn thành đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long Vân Đồn, tuyến đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái, cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa Lục 3. Khi các dự án này đi vào hoạt động, chắc chắn sẽ góp phần quan trọng tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh thuận lợi. Đối với vấn đề nguồn nhân lực cho khu công nghiệp, tỉnh Quảng Ninh sẽ có giải pháp để thu hút tối đa học viên, sinh viên vào trường cao đẳng Việt Hàn, đáp ứng yêu cầu nguồn lao động cho khu công nghiệp này.
cũng như các khu công nghiệp khác trên địa bàn. Qua đó, góp phần quan trọng giải quyết một trong năm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025 của tỉnh là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với nhanh chóng tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Cán sự Đảng và Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô tại khu công nghiệp Việt Hưng. Kết quả số liệu GRDP sơ bộ 6 tháng đầu năm và ước 6 tháng cuối năm, việc điều chỉnh nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu than sang nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng đối với nhà máy nhiệt điện Hải Hà, theo đoàn chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy may mặc tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, việc hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng dân tộc Dao và các công trình phụ trợ tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, hỗ trợ kinh phí xây dựng trạm viễn thông tại thôn Khe Và, xã Yên Than, huyện Tiên Yên. Tỉnh Quảng Ninh có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh. Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, tỉnh luôn xác định công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đã ban hành nhiều chủ trương chính sách, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và củng cố vững chắc nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo, xây dựng điểm biên giới hòa bình hữu nghị, góp phần vào đảm bảo phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Là địa phương duy nhất cả nước vừa có đường biên giới trên bộ và trên biển tiếp giáp với Trung Quốc, cùng với nhiều tiềm năng thế mạnh để hội nhập phát triển toàn diện, Quảng Ninh cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là trong công tác biên phòng. Trên cơ sở kế thừa kết quả thực hiện từ những mục tiêu, định hướng lớn của Trung ương và Đảng bộ tỉnh, nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, kết hợp tăng cường quốc phòng, an ninh. Nhiều chính sách đặc thù đã được triển khai hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc. Hàng loạt công trình, dự án lưỡng dụng được đầu tư, như các dự án kinh tế quốc phòng, vùng ven biển và các đảo Trần, Cô Tô, Ngọc Vừng. Cầu Bắc Luân 2, cầu cửa khẩu Hoành Mô, cầu phao tạm km 3+4, chương trình triển khai đề án 196 và chương trình giảm nghèo bền vững đưa 17 xã, 54 thôn của tỉnh ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, từ năm 2013, Quảng Ninh đã đưa điện lưới quốc gia đến Cô Tô và từng bước phủ lưới điện đến tất cả các xã đảo. Mới đây, đảo Trần, đảo cuối cùng có người dân sinh sống, cũng đã có điện lưới quốc gia. Đời sống người dân tất cả các vùng biển của tỉnh ngày càng được cải thiện và nâng cao, tạo nền tảng xây dựng thế trận lòng dân thêm vững chắc. Từ ngày có điện thì Cô Tô rất là sung sướng, toàn dân vui mừng phấn khởi. Mặc dù tôi không sinh ra lớn lên ở đây nhưng mà tôi coi đảo Cô Tô là quê hương thứ hai của tôi. Tôi thấy rằng càng ngày càng yêu mến đảo Cô Tô bởi vì nó có một cái sự thay da đổi thịt rất là nhiều và để bảo vệ được cái an ninh đời sống cho nhân dân rồi bảo vệ được cái chủ quyền của đất nước thì tôi thấy rằng tôi mong muốn được ở đây và đồng thời phát triển được cái kinh tế của gia đình hơn nữa để đóng góp phần nào vào sự phồn vinh của đảo. Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền thì chúng tôi luôn quán triệt cái quan điểm để làm sao mà vừa phát triển kinh tế phải gắn với lại quốc phòng an ninh, phát triển về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thì chúng tôi luôn xác định là các công trình đầu tư xây dựng ở trên địa bàn huyện phải đảm bảo tính lưỡng dụng. Một mặt là đảm bảo về phát triển kinh tế nhưng một mặt phải đảm bảo sẵn sàng phù hợp với các quy hoạch trong cái thế trận quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Về mặt tuyên truyền từ cái việc khuyến khích nhân dân và để cho người ta cũng thấy được cái lợi ích của nhà nước nó gắn với lợi ích của chính những người dân. Để từ đó thì người ta sẽ tự nguyện tự giác tham gia vào vừa phát triển sản xuất vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tỉnh chú trọng chỉ đạo bộ đội biên phòng làm nòng cốt, phối hợp với các lực lượng địa phương tham gia nhiều mô hình phong trào giúp dân phát triển kinh tế xã hội, phòng chống mưa bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Từ đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, chung tay cùng cả hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng căng mình tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép tại các tổ chốt biên giới, tạo lá chắn thép trong phòng chống dịch. Bộ đội biên phòng cũng vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia,
phát huy vai trò sức mạnh của người dân vùng phên dậu của Tổ quốc. Đối với những ngư dân bám biển như chúng tôi thì gặp các tàu nạ hoặc là những trường hợp buôn bán trái phép trên biển thì chúng tôi sẽ trực tiếp điện thoại về đồn cho các đồng chí biên phòng để cùng phối hợp với các đồng chí hai bên, rất là có sự gắn kết chặt chẽ, góp một phần nhỏ bé của mình trong quá trình bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Nhằm xây dựng củng cố cơ sở chính trị địa phương vùng biên giới vững mạnh, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên đề xuất và được Ban Bí thư Trung ương đồng ý cho thí điểm thực hiện đề án 174 về thí điểm chỉ định bổ sung đồng chí đồn trưởng hoặc chính trị viên đồn biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển đảo của tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Thành công của đề án là tiền đề để Ban Bí thư nhân rộng mô hình này trên toàn quốc. Đây là cái chủ trương rất đúng, trúng và là cái sự cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu khách quan. Trong những năm qua, đồng chí cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy thành phố đã chủ động nắm tình hình nội biên, ngoại biên, tham mưu đề xuất với cấp ủy và chính quyền thành phố nhiều các cái biện pháp, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý biên giới, quản lý xuất nhập khẩu và giữ gìn an ninh trật tự ở vùng biên giới. Và các đồng chí cũng tham gia đóng góp nhiều các ý kiến, các cái giải pháp để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đối ngoại biên phòng trong tình hình mới, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các sở ngành địa phương biên giới tổ chức tốt các hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạo đức, làm nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân. Chúng tôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Trước hết là chúng tôi quán triệt sâu sắc các nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó nhất là nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Vấn đề thứ hai là thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tập trung lãnh đạo quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm soát cửa khẩu, tạo điều kiện thông thoáng để phát triển kinh tế xã hội địa phương, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, thực hiện các mô hình giúp dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, vừa mang tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng, nhất là bộ đội biên phòng, thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Hòa chung không khí thi đua lao động sản xuất trong toàn tỉnh hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Những ngày này trên công trường thi công cao tốc Vân Đồn Móng Cái, chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành công trình theo kế hoạch. Là một trong các gói thầu thi công đường của dự án cao tốc Tiên Yên Móng Cái thuộc tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái, các nhà thầu thi công gói thầu R2 với chiều dài 7,8 km đang tập trung thi công nền đường, đồng thời tăng cường nhân lực, thiết bị, bổ sung các mũi thi công nhằm đảm bảo hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra. Khí thế thi công trên công trường sôi nổi hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Hòa chung với cái không khí chung để hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh thì chúng tôi cũng đang tranh thủ ngày đêm làm 3 ca, tăng ca, tranh thủ thời tiết nắng ráo là thúc đẩy nhanh nhất cái công việc đạt được. Bên cạnh đó thì Đảng bộ chính quyền rồi với lại chính quyền các cấp ấy là vừa đã tạo cái điều kiện là thuận lợi về giải quyết các vướng mắc về mặt bằng, đấy là cũng là một cơ sở tốt để nhà thầu có thể là đáp ứng cái tiến độ thi công trong cái kế hoạch tổng thể của mình. Cùng với nỗ lực trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đang tạo thêm động lực mới, khí thế mới trên các công trường thi công cao tốc Vân Đồn Móng Cái. Hiện các nhà thầu thi công đang huy động nhân lực, thiết bị
tập trung đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi đã bố trí thi công 3 ca liên tục và trong cái thời gian tới mà thời tiết thuận lợi thì chúng tôi sẽ tăng cường các mũi thi công lên cống để đảm bảo cái tiến độ chung của dự án. Chúng tôi đã huy động là tổng cộng là 8 giàn khoan, đồng thời là 4 cần cẩu loại từ 40 tấn đến 70 tấn và chúng tôi sẽ đảm bảo trong năm 2020 chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ phần hạ bộ của dự án. Chủ đầu tư chúng tôi cũng luôn luôn bám sát, phối hợp với nhà thầu tư vấn giám sát và các ngành liên quan để tháo gỡ các cái khó khăn, để mục đích là để đảm bảo cho công trình hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đề ra để chào mừng đại hội. Cao tốc Vân Đồn Móng Cái dự kiến hoàn thành trong năm 2021, góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống cao tốc toàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Quảng Ninh nói riêng và các tỉnh thành miền Bắc nói chung. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2020. Với mục tiêu bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động của đại hội, từ nhiều tháng nay, lực lượng công an Quảng Ninh đã triển khai các biện pháp nhằm duy trì tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngay từ tháng 7 năm 2020, thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp, công an toàn tỉnh tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh trên không gian mạng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, lên phương án chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cá nhân đơn vị, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong cái phương án thì có đề ra các cái tình huống cụ thể và các cái biện pháp giải quyết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của đại hội. Công an tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ chức phân luồng, chống ùn tắc cũng được triển khai chi tiết. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Hạ Long tiến hành khảo sát các đường ngang, ngõ tắt và các điểm đấu nối với quốc lộ 18, bố trí các tổ chốt và lên phương án cụ thể đảm bảo việc di chuyển của các đại biểu thông suốt, an toàn. Tôi đã chủ động xây dựng một cái kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công 6 cái tổ dẫn đoàn, mỗi tổ ít nhất có 3 đồng chí, cho nó có các đồng chí lãnh đạo chỉ huy và các cái tổ trưởng có kinh nghiệm dày dặn, rồi 16 cho đến 20 các cái tổ chốt và phối hợp với Thanh tra Giao thông và Công an thành phố Hạ Long để đảm bảo quá trình giao thông thông suốt trong quá trình mà đoàn đại biểu đi qua để phục vụ tốt cho cái việc phòng chống tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đảm bảo các yêu cầu về nghiệp vụ chính trị pháp luật. Hiện nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông một cách tốt nhất, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Sáng nay, Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức gắn biển công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đối với công trình cửa lò quạt gió mức dương 105 khu Tây Nam thuộc công ty Than Bù Bí. Công trình có tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng đi vào hoạt động, đáp ứng công tác thông gió mỏ, phục vụ đào lò, khai thác than, góp phần hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh than của công ty. Đây là một trong 15 công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục chương trình giám sát, hôm nay 18 tháng 9, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư và huyện Đầm Hà về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị hai địa phương đơn vị khẩn trương hoàn thiện báo cáo trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát. Sở Kế hoạch Đầu tư bổ sung các dự án sẽ chuyển tiếp đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra và Kiểm toán Nhà nước, hiệu quả công tác đầu tư ở một số dự án vốn vay ODA và các dự án nước sạch, kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về không bố trí vốn cho các dự án không thực hiện được quyết toán. Đối với huyện Đầm Hà, cần tổng hợp lại các dự án đầu tư công trung hạn
bổ sung kết quả kiến nghị của thanh kiểm tra liên quan đến tài chính, trách nhiệm cá nhân, kiến nghị với tỉnh bố trí vốn cho các dự án còn thiếu và cung cấp toàn bộ hồ sơ của các dự án vốn đối ứng để đoàn giám sát tổng hợp. Chiều nay nghe và cho ý kiến về hoạt động của các phương tiện và khu vực hoạt động xuồng cao tốc, đò chèo tay, kayak và du thuyền cao cấp trên vịnh Hạ Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Kháng nhấn mạnh việc tăng thêm số lượng các phương tiện này là cần thiết nhằm đa dạng hóa dịch vụ du lịch trên vịnh Hạ Long. Tuy nhiên cần phải nâng cao chất lượng và điều kiện an toàn của các phương tiện. Thành phố Hạ Long rà soát lại 12 vùng nước hoạt động của đò chèo tay, kayak và du thuyền cao cấp trên vịnh Hạ Long, công bố các khu vực đủ điều kiện theo quy định. Sở Giao thông Vận tải chủ trì kiểm tra rà soát lại điều kiện hoạt động của các xuồng cao tốc, đò chèo tay, kayak, các bến cảng, bến neo đậu, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về tuyến hoạt động riêng của xuồng cao tốc, đồng thời hoàn thiện dự thảo quy định quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 9. Tiếp tục chương trình thời sự sẽ là một số tin tức đáng chú ý khác. Tại điểm cầu Quảng Ninh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cùng các báo cáo viên của tỉnh dự buổi tọa đàm trực tuyến, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Tại buổi tọa đàm, các địa phương đã thảo luận, tháo gỡ vướng mắc và trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong giai đoạn nước ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tại Quảng Ninh hiện có hơn 6.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên và gần 10.000 cộng tác viên. Công tác tuyên truyền miệng ngày càng được nâng cao về chất lượng, phát huy ưu thế trong tổ chức, tập hợp quần chúng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh. Sáng nay, Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt tới cán bộ đảng viên những nội dung, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 9. Trên cơ sở đó, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết đảm bảo thiết thực phù hợp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay, Sở Thông tin Truyền thông tổ chức hội nghị gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp ngành thông tin và truyền thông 9 tháng đầu năm 2020, phổ biến một số quyết định thông tư, nghị định mới của ngành liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, đồng thời giải quyết vướng mắc khó khăn và chia sẻ đề xuất sáng kiến nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đã ký thỏa thuận nguyên tắc chia sẻ chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên ngành. Sáng nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dự hội nghị trực tuyến toàn quốc của Bộ Quốc phòng tập huấn luật Cảnh sát biển Việt Nam. Nội dung tập trung vào phổ biến chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Nội dung cơ bản của luật Cảnh sát biển Việt Nam và những nội dung chính trong Nghị định 61 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Cảnh sát biển Việt Nam. Đây là hoạt động lập pháp quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan tới quản lý, bảo vệ biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Sáng nay tại thành phố Hạ Long, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị chuyên đề công tác Văn phòng Ban An toàn Giao thông. Thời gian qua, công tác văn phòng Ban An toàn Giao thông được các địa phương quan tâm thực hiện tốt, tăng cường năng lực cho cán bộ chủ chốt của Ban An toàn Giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn còn tồn tại hạn chế, tình trạng người vi phạm luật giao thông vẫn phổ biến. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phổ biến nội dung thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2021-2030 và đề nghị các ngành địa phương tiếp tục chú trọng thực hiện hiệu quả công tác kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới. Chiều nay, Hội đồng thẩm định của tỉnh họp xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 đối với các xã của thị xã Đông Triều, gồm xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây và Tràng Lương đã đạt 8 tiêu chí, 27 chỉ tiêu, bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, và 4 xã Bình Khê, An Sinh, Tân Việt và Yên Đức đạt 4 tiêu chí, 13 chỉ tiêu của bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu 100% tán thành. Với kết quả này, thị xã Đông Triều là địa phương đi đầu của tỉnh và cả nước trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, với 11 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chiều nay, thành phố Uông Bí tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình hộ nghèo tại tổ 1 khu Dốc Đỏ, phường Phương Đông.
Ngôi nhà có diện tích 36m2, tổng kinh phí xây dựng 125 triệu đồng do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ban vận động quỹ vì người nghèo địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp và người thân quyên góp ủng hộ. Đây là việc làm ý nghĩa giúp các hộ gia đình người nghèo ổn định cuộc sống. Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng, cả nước sẽ có trên 65.000 ca bệnh sốt xuất huyết với 7 ca tử vong. Số ca thì vẫn đang tăng nhanh tại nhiều tỉnh thành. Đỉnh dịch được dự đoán là sẽ rơi vào khoảng tháng 10 và tháng 11 tới. Tại Quảng Ninh thì cũng đã có những ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng. Ngành y tế đang chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Từ đầu năm đến nay, thành phố Hạ Long đã ghi nhận 22 ca mắc sốt xuất huyết, cao nhất trong toàn tỉnh. Ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh, cán bộ y tế địa phương đã lập tức thực hiện biện pháp xử lý, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân tăng cường các biện pháp phòng dịch, nhất là xử lý ổ loang quang, bọ gậy, muỗi vằn. Khu phố tổ dân thì cũng vận động tuyên truyền nhân dân là khơi thông cống rãnh và phát quang bụi rậm xung quanh nhà, thế rồi là nhắc nhở nhân dân là những cái âu, cái chậu đựng nước trong xung quanh nhà người ta nên là dùng xong rồi rửa sạch úp xuống. Thế còn là những cái như những cái gia đình mà trồng cây cảnh thì những cái chậu mà người ta đựng nước chưa tưới thì thường xuyên người ta phải rửa thay theo chu kỳ 3 ngày hoặc là 4 ngày là một lần phải rửa sạch. Đấy, và xong lại đựng nước mới. Với chức năng là cơ quan tham mưu cho địa phương về công tác phòng chống dịch xuất huyết thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác hướng dẫn các khu phố, tổ dân, các hộ gia đình làm tốt công tác phòng dịch xuất huyết. Thứ hai là tăng cường công tác phát hiện, giám sát và có cái biện pháp kịp thời để phòng chống dịch trong cái mùa dịch năm 2020. Tỉnh Quảng Ninh hiện có 7 địa phương đã xuất hiện bệnh sốt xuất huyết với 56 ca mắc. Các ca bệnh đều ở thể nhẹ và đã được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành y tế, nếu người dân chủ quan trong phòng chống dịch thì vẫn có nguy cơ xuất hiện các ca mắc mới. Cái quan trọng là cái công tác giám sát, điều tra các cái yếu tố về muỗi truyền bệnh sốt huyết và các cái ổ bọ gậy nguồn của muỗi Aedes truyền bệnh sốt huyết là một cái yếu tố, là một cái mắt xích quan trọng trong công tác phòng chống bệnh sốt huyết. Không có muỗi truyền bệnh sốt huyết, không có bọ gậy truyền bệnh sốt huyết thì sẽ không có bệnh sốt huyết. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phòng chống sốt xuất huyết là đảm bảo vệ sinh môi trường, ngăn chặn sự sinh sản của muỗi vằn, vật chủ trung gian truyền bệnh. Mỗi người dân cần chủ động vệ sinh thông thoáng nơi ở và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cán bộ y tế để phòng ngừa mắc sốt xuất huyết. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.